được khẳng định là mẫu xe cruiser đầu tiên của Ducati từ trước đến nay. Hình hài của Ducati X-Devil 2016 vừa là hiện thân của quá khứ, cũng vừa mang phong cách hiện đại. Nhiều người cho rằng Ducati X-Devil 2016 chính là tuyệt tác mới của dòng cruiser được Ducati thêm vào. X-Devil xuất hiện lần đầu tiên tại triển lãm EICMA 2015 và được bình chọn là mẫu xe đẹp nhất tại sự kiện. Thay vì vẻ đẹp được lai giữa dòng Neck và Cruiser như trước, ở phiên bản mới xe mang chuẩn phong cách của Cruiser, do đó với những thiết kế mạnh mẽ hầm hố, X-Devil dễ dàng thu hút sự quan tâm chú ý của những tín đồ phân khối lớn trên toàn thế giới. Ducati X-Devil mang dáng vẻ dài, thấp, cơ bắp gân guốc nên nó được đặc tả như một con quái vật to xác mang trên mình một cỗ máy cồng kềnh. Tuy nhiên, sự thoải mái cho người dùng vẫn được khẳng định là đạt tới đỉnh cao khi toàn bộ các chi tiết như khung sườn xe, giảm sóc, phanh đã được thiết kế để tối đa hóa phong cách thể thao nhưng không làm ảnh hưởng đến sự thoải mái khi chạy đường trường. Về tổng thể, nhìn vào bên ngoài thì chiếc X-Devil mang tới cảm giác khá thấp, thân xe được vuốt dài nổi bật với đôi lốp béo cỡ lớn với chiều dài cơ sở 1615mm, trọng lượng 247kg và chiều cao yên 755mm. Với tay lái rộng cùng gác chân hướng về phía trước, Ducati X-Devil không chỉ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời trên đường thẳng, đặc trưng của các dòng cruiser mà còn đem đến sự linh hoạt trên những cung đường cong. Phần đầu của Ducati X-Devil nổi bật với đèn pha lục giác khá sắc sảo với cụm đèn pha sử dụng hoàn toàn bóng LED và có cả dải đèn LED ban ngày. Ở chính giữa đèn là biểu tượng của Ducati, xi nhan rời ở hai bên, cặp phục trước upside down được sơn màu đen có đường kính 500mm, hành trình 4,72 inch trong khi đó giảm sóc đơn phía sau có hành trình 4,33 inch. La răng của xe ấn tượng trang bị bộ lốp Pirelli Diablo Rosso 2 với lốp trước có kích thước 120/70 ZR17 và lốp sau với kích thước 240/45 ZR17. Bình xăng thôn dài về phía sau với sức chứa 18 lít. Bộ yên của xe được thiết kế gọn gàng và được đính tên xe nổi bật ở giữa. Yên xe có thể ngồi được 2 người và có tựa lưng phần cuối yên. Bảng đồng hồ của xe cũng được nâng cấp so với các dòng Devil khác với màn hình hiển thị đa thông tin LCD màu, cung cấp các thông tin về chế độ lái, các hệ thống điện tử của xe. X-Devil cũng được trang bị sẵn chìa khóa điện tử, cho phép nổ máy nếu người sử dụng đem theo chìa khóa bên mình. Trên tay lái là cụm điều khiển các chế độ lái có hiển thị đèn cảm biến khi trời sáng hoặc tối. Các nút điều khiển bao gồm đèn pha, xi nhan, còi và đặc biệt là menu điều chỉnh các chế độ lái. Phần đèn hậu của Ducati được thiết kế đôi song song dạng LED, xi nhan sau được gắn ở rìa chắn bùn. Không giống như Devil thường, X-Devil chuyển động bằng dây đai thay vì dây xích, khiến chiếc xe hoạt động êm ái hơn ở tốc độ thấp. Cụm ống xả kép được đặt gọn gàng bên hông xe. Dù sở hữu kiểu dáng đậm chất cruiser, nhưng X-Devil 2016 vẫn có được khả năng vận hành mạnh mẽ của mình. Ở phiên bản năm 2016, xe được trang bị khối động cơ mới mang tên Testa Stretta DVT L-Twin, dung tích 1.262 phân khối, đạt công suất tối đa 156 mã lực tại vòng tua máy 9.500 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 129 Nm tại vòng tua 5.000 vòng 1 phút. Xe được trang bị hộp số 6 cấp cùng hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng. X-Devil được trang bị các công nghệ hiện đại, bao gồm ABW với 3 chế độ lái Sport, Touring và Urban. Công nghệ Bosch IMU giúp theo dõi độ nghiêng của xe để kiểm soát lực kéo và điều chỉnh phanh ABS. Ngoài ra, xe còn có chế độ DPL, Ducati Power Launch. Ngoài X-Devil bản tiêu chuẩn, Ducati còn cho ra mắt bản X-Devil S là bản đặc biệt. Tại nước ngoài, giá của hai phiên bản vào khoảng 24.000 đô la Mỹ và 28.000 đô la Mỹ. Hiện Ducati X-Devil bản tiêu chuẩn được phân phối chính hãng tại showroom Ducati Hà Nội.